Redmi Note 13 Pro Plus là một con máy với mức giá khoảng 6 ổ khoai. Chúng ta được trang bị rất nhiều thứ cao cấp, ví dụ như là một cái màn hình cong và một con chip mạnh, đó chính là con chip Dimensity 7200 Ultra. Ngoài ra ở cụm camera của con này thì nó cũng có thông số khá là khủng, lên tới 200 MP. Và hôm nay anh em hãy cùng mình thử trải nghiệm cụm camera này. Mình sẽ thử chụp một số bức ảnh và quay một số đoạn video để xem chất lượng của nó sẽ như thế nào nhé. Đây là một đoạn video mà mình đang quay trên con Redmi Note 13 Pro Plus ở độ phân giải là Full HD và 60fps. Mình đang đi bộ và không dùng gimbal thì chống rung của nó khá là tốt. Màu sắc lên thì khá tươi tắn. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy một đoạn để xem khả năng chống rung của nó sẽ tốt như thế nào. Vừa rồi thì mình đã chạy khá là nhanh, nhưng mà cái khả năng chống rung của nó thì đã làm được rất là tốt, gần như là không thấy rung một tí nào luôn. Vừa rồi thì mình đã thử chụp một số bức ảnh ở nhiều điều kiện khác nhau và một số đoạn video mình quay ở ngoài trời. Thì mình cảm thấy trong cái mức giá khoảng 6 củ khoai thì con này nó có một cụm camera khá là chất lượng. Nước ảnh của nó lên khá là tốt, đầy đủ chi tiết, nhất là những bức ảnh mà có nền trời xanh thì nó lên khá là rõ và đẹp. Khi mà những bức ảnh mình chụp xong thì hầu hết nó không cần phải chỉnh sửa lại và nó đã rất là đẹp rồi, để cho chúng ta có thể tự tin đăng lên các mạng xã hội. Còn khi mình quay video ở độ phân giải Full HD và 60fps thì mình thấy cái khả năng chống rung của nó cực kỳ tốt. Tuy nhiên ở những đoạn video đó thì mình cảm thấy chi tiết của nó chưa được tốt và màu sắc của nó lên chưa được đúng với thực tế cho lắm. Nói đi cũng phải nói lại, trong tầm giá khoảng 6 củ khoai, những điều nó đem lại thì quá xứng đáng. Mình sẽ đánh giá cao khả năng chụp ảnh của nó hơn là khả năng quay video. Có chất lượng thu âm thì anh em đã nghe và tự đánh giá được chất lượng thu âm của nó sẽ như thế nào. Vậy còn anh em nghĩ sao về khả năng quay video và chụp ảnh của con Redmi Note 13 Pro Plus trong mức giá khoảng 6 củ khoai như thế này? Anh em hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên là bấm theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất ở trong tương lai nhé.